sân khấu khoảnh khắc rực rỡ tuần này chào đón sự xuất hiện của ca sĩ Ái Phương với những câu chuyện thú vị về niềm đam mê nghệ thuật. Cái tình yêu dành cho một cái điều gì đó nó phải đủ lớn để mà vượt qua những lúc khó khăn nữa. Thì đối với âm nhạc em có cái tình yêu đó. Cho dù là nó vinh quang hay nó khó khăn, em vẫn cam kết được cái tình yêu dành cho âm nhạc. Lối về quen có chẳng nếu bước chân tôi về, có còn hôm qua ở đó. Hãy cùng đón xem tập 42 chương trình Khoảnh khắc rực rỡ được phát sóng vào lúc 19:35 tối thứ tư ngày 11 tháng 1 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.